Rồi, xin chào các bạn. Mình là Hải Vũ. Và hôm nay nhà vườn anh Tiếp mới vừa về cây trang này các bạn. Và cây trang này khá là to. Đó, mình anh Tiếp cũng mới vừa về thì điện cho Hải Vũ. Hải Vũ cũng thấy anh Tiếp nói cây trang to quá thì cũng chạy ra xem. Và quả thật là cây trang rất là to. Mình quay lên cho các bạn xem và chiêm ngưỡng cho vui. Đây các bạn, đây là bộ thân vân trạng. Ở đây các bạn xem lại bộ đế cho kỹ. Đế này rất là ngon chứ. Con thấy rất là to. Các bạn xem lại cái bộ đế đặt. Và cây này có chiều cao tầm khoảng 4 mét các bạn, rất là to và cao. Và có chiều bay bóng tàn tầm khoảng 3m7. Cái trang này bảo đảm với các bạn là to nhất Quảng Nam. Hải Vũ cũng chưa từng thấy cái trang như thế này. Và tiếp tục mình sẽ quay bóng tàn cho các bạn xem. Quá là nhiều tay cành. Đây là một vườn trang của anh Tiếp các bạn ở Quảng Nam. Và đây các bạn xem cái bóng của cây trang này nè các bạn. Rất là to và cao tầm khoảng 4 mét và chiều bay ngang tàn tầm khoảng 3m7 các bạn. Để Hải Vũ sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Và nhà vườn anh Tiếp hiện giờ là đang ở Quán Gò, Quảng Nam các bạn. Và đang sở hữu rất là nhiều trang mẫu đơn và trang và một số hoa giấy các bạn. Chúng ta sẽ đi tham quan một số hoa giấy và trang mẫu đơn Tiếp của nhà vườn anh Tiếp nữa các bạn. Đây các bạn thấy cái bóng khá to. Và bộ đế này nó rất là đạt các bạn. Các bạn xem cổ tay của Hải Vũ nè. Này tầm khoảng 25. Dưới đế rất là đạt. Và những cái bụi trang như thế này hiện giờ thì cũng rất là, mình cũng biết là rất là khó tìm các bạn. Những cái bụi trang to cao thì cũng đã hiếm lần rồi. Các bạn xem lại bụi trang này rất là khủng. Và mình sẽ lần lượt giới thiệu tới các bạn một số trang nữa các bạn. Trang mẫu đơn của nhà vườn anh Tiếp. Trang bụi rất là nhiều. Và số điện thoại của anh Tiếp, Hải Vũ sẽ cập nhật lên đào trang cho các bạn. Cái trang này không dễ gì kiếm được đâu các bạn. Rất là to. Mình cũng rất là ít nhìn thấy những cái trang như thế này.
Và sáng nay mời các bạn xem và chiêm ngưỡng một số cây cảnh của nhà vườn anh Tiếp. Và đây là những cây hoa giấy và những cây tra rất là đẹp. Và đây mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn một số trang nữa. Đây là trang mẫu đơn các bạn. Cây này cao tầm khoảng 1m7, 1m8 và lên tới khúc này tầm khoảng 40. Nó phát ra hai thân. Phát ra hai thân. Thân này tầm khoảng 23, 24 các bạn. Và đây có một số trang lá nhỏ các bạn, và đây cũng là một cốc. Cốc này cũng khá là to. Cái này cao tầm khoảng 1m2. Cốc này tầm khoảng 20 các bạn. 20. 20 từ khúc này thì hơn. Cốc này khoảng 24 25. Nhà vườn anh Tiếp sở hữu cũng khá là nhiều trang các bạn. Và đây là cũng một cây trang lá nhỏ. Mình ấn tượng nhất là cây trang lớn đó. Trang lớn đó rất là khó tìm. Anh Tiếp cũng rất là có duyên đã sở hữu được cây trang đó. Các bạn xem lại mà cũng thời gian cũng rất là gần, nhưng mà vườn anh Tiếp cũng thay đổi khá là nhiều và mang về một số gốc giấy nè các bạn. Các bạn xem lại tổng quan luôn. Và đây trước mặt chúng ta đây là một cây khế các bạn. Cây khế. Cây khế này cao tầm khoảng 3,5 m các bạn. Cây trang rất là ấn tượng các bạn ơi. Các bạn nghĩ xem cây trang này mà nó trổ hoa thì thấy phải chê nữa các bạn. Bóng tàn rất là rộng. Cây này bóng tàn là 3,7 m và chiều cao tầm khoảng 4 m. Bóng tàn hấp dẫn quá các bạn. Nhà vườn anh Tiếp là chuyên giao lưu cây cảnh các bạn. Cây gì cũng có hết.
Những cây bóng mát cũng có, những cây có hoa cũng có, và đặc biệt là hoa giấy và trang mẫu đơn. Hoa giấy nhà vườn anh Tiếp rất là nhiều các bạn. Và rồi clip này thì đến đây thì cũng đã kết thúc rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Và cây này có cái bóng tàng là 38 các bạn. Và các bạn xem lại ba cái thân này. Ba cái thân này đó các bạn xem. Tầm khoảng 25 hơn này. Và nó được cánh với nhau rồi các bạn. Đó. Cánh với nhau rất là nhiều. Cây này khá là xuất sắc. Và rồi, chuyên đề về clip này thì Hải Vũ chỉ giới thiệu cho các bạn về một số cây ở nhà vườn anh Tiếp. Và đặc biệt là cây trang này. Cây trang này rất là ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn có nhã ý, nếu bạn nào có nhã ý tìm hiểu về cây trang này thì hãy điện thoại trực tiếp cho Hải Vũ. Số điện thoại của Hải Vũ là 077 555 2155 các bạn. 077 555 2155. Hải Vũ sẽ hỗ trợ về hình ảnh và số điện thoại của anh Tiếp chủ vườn này cho các bạn.